Cô à. Hân Đồng, con đi đâu vậy hả? Con làm cho mẹ lo lắng muốn chết luôn. Con sao rồi, vẫn ổn chứ hả? Vẫn ổn chứ? Nè, mẹ có hầm canh cho con nè. Hầm cả một đêm luôn đó, rất giàu dinh dưỡng nha. Dì Ngô, mẹ nói con không được qua lại với cậu ta. Con không hiểu lời mẹ nói sao? Dì Ngô, là con muốn gặp gì? Không phải ý của Hân đâu. Là tụi con muốn cùng nhau gặp mẹ. Dì Ngô, dì hãy tin con, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Hân Đồng. Con hứa sẽ tốt với cô ấy trọn đời trọn kiếp. Cậu buông tay ra. Mau buông tay ra. Buông ra. Con đi với mẹ. Đi với mẹ. Đi mau. Mẹ à, sao mẹ không thể nghe con nói hết chứ? Mẹ không muốn nghe gì hết. Mẹ không muốn nghe gì hết. Con không hiểu tại sao dì cứ khăng khăng ngăn cản tụi con bên nhau. Con xin thề với dì, cả đời này con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Tôi không muốn cậu cho nó hạnh phúc. Tôi nói cho cậu biết, tôi nhất quyết không cho phép hai người ở bên nhau. Tại sao vậy hả mẹ? Lẽ nào mẹ không muốn con hạnh phúc hả? Mẹ nói cho con biết, con không được cướp người đàn ông của Kỷ tiểu thư. Mẹ thà rằng con cả đời không hạnh phúc chứ không thể để con ở bên cậu ta. Cô ơi, cô bình tĩnh một chút đi. Ai cướp người đàn ông của cô ta chứ? Hân Đồng là con gái ruột của cô mà. Sao cô có thể nói với con bé như vậy? Cho dù con nói như thế nào đi nữa, mẹ cũng không cho phép đâu. Mẹ, con đã quyết định rồi. Cả đời này con muốn ở bên cạnh Diệu Nam. Con hy vọng mẹ chúc phúc cho tụi con. Nếu như mẹ không thể chúc phúc cho con cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh ấy đâu. Mẹ nói không được là không được. Con theo mẹ về nhà. Con cô đi à, với mẹ. Dì Ngô ơi, đủ rồi đó. Nếu dì có tức giận cứ nhắm vào con đi. Dì đừng làm khó Hân Đồng nữa có được không? Cô à, cô không nhìn ra họ thật lòng yêu nhau hay sao? Tại sao cô không thể chúc phúc cho họ chứ? Tại sao cứ khăng khăng chia rẽ họ? Thật lòng. Thật lòng sao? Được. Thật lòng. Nếu hôm nay con không rời khỏi cậu ta, mẹ sẽ chết cho con coi. Cô à, cô bình tĩnh lại một chút đi. Mẹ đừng như vậy nữa mà. Mẹ bình tĩnh lại đi có được không? Được không mẹ? Được không mẹ? Lời Diệu Nam, người cậu thích đáng ra phải là Kỷ Trí Trân. Cô ấy thích cậu nhiều năm như vậy, cậu như vậy có xứng với cô ấy không? Gì à, tình cảm nên xuất phát từ cả hai. Lợi Diệu Nam con cả đời này chưa bao giờ yêu Kỷ Trí Trân. Người con yêu luôn là Hân Đồng mà. Không được. Mẹ à, mẹ đừng như vậy nữa được không mẹ? Con xin mẹ đó. Con nói đi, có chia tay với cậu ta không? Con nói đi. Mẹ nói cái gì thì chính là cái đó, con nghe theo mẹ hết. Chị bây giờ con theo mẹ về nhà. Con sẽ về với mẹ ngay đây. Được rồi. Được rồi mẹ, không sao nữa. Cô à. Mẹ à. Cô. Mẹ. Cô. Làm sao đây? Tôi đã nghĩ tới chuyện dì ấy sẽ phản đối. Chỉ là chưa từng nghĩ dì ấy sẽ làm chuyện kích động giống như vậy. Nhưng tôi vẫn tin chắc là sẽ có một ngày tôi nhất định thuyết phục dì ấy đồng ý cho tôi và Hân Đồng ở bên nhau. Buổi chiều tôi còn một lô hàng cần phải xuất, tôi tới công trường một chút. Mẹ, 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 mẹ không sao chứ? Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Phượng Minh, Phượng Minh à. Em không sao, em chỉ định đi lấy nước cho anh thôi. Đứng dậy gấp quá, không sao mà. Phượng Minh, bà quay về nghỉ ngơi đi. Đúng vậy đó mẹ, mẹ đã không ngủ cả đêm rồi. Mẹ quay về nghỉ ngơi đi, để tụi con ở đây được rồi. Không được, không được, mẹ về nhà không yên tâm. Mẹ, mẹ nên về nhà nghỉ ngơi. Mẹ đợi ở đây, ba cũng không cách nào an tâm dưỡng bệnh được. Đúng đó mẹ. Nè. Mẹ, mẹ về đi. Phượng Minh, bà hãy về đi. Bà ở đây tôi lại lo lắng cho bà nữa. Bà mau về đi. Về đi mẹ. Mau đi đi.
Vậy em về trước nha. Có chuyện gì thì gọi điện cho dạ, mẹ. Dạ con biết rồi. Mẹ, con đưa mẹ đi. Không cần đâu, con ở đây trong ba đi nha. Có chuyện gì phải gọi liền đó. Dạ. Em về nghỉ ngơi nha. Mẹ đi cẩn thận. Hai đứa cũng tạm ra ngoài đi. Ra ngoài đi. Ba cũng muốn ở một mình yên tĩnh. Đi. Mình đi. Hân Đồng à, chú có lỗi với cháu. Chú xin lỗi. Chú xin lỗi cháu. Mẹ không thể nào hiểu nổi. Con vì chút chuyện này mà muốn gây họa cho tất cả mọi người. Sao con lại độc ác như vậy? Sao mẹ lại có đứa con gái như con vậy? Con độc ác sao? Lẽ nào hạnh phúc của con thì không quan trọng? Tại sao trong lòng mẹ cô ta vĩnh viễn quan trọng hơn con chứ? Lẽ nào con không phải là con gái của mẹ hay sao? Mẹ không đôi co mấy chuyện này với con. Con có biết không hả? Chủ tịch Kỷ cũng vì chuyện của con và Lợi tiên sinh mà bị tai biến nhẹ phải nhập viện. Bây giờ nằm đó muốn cử động cũng không được. Chú Kỷ bị tai biến rồi sao? Chính vì con và Lợi Diệu Nam đó. Chào bác Lợi. Anh Bách Quân. Anh Bách Quân. Chúng tôi tới thăm anh đây. Tôi không muốn gặp cậu. Mấy người đi đi. Ba. Bác Lợi à, chúng ta ra ngoài trước đi ha. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe nha. Trân Trân à, ba của con không có vấn đề gì lớn đâu chứ? Cũng tại cái con nhỏ Lưu Hân Đồng kia chọc tức mà. Hiện giờ bác sĩ nói như thế nào rồi? Bác sĩ nói ba của con thuộc loại tai biến nhẹ, nếu nghỉ dưỡng một thời gian thì sẽ ổn thôi. Ba con mắc bệnh này mà lại còn lo lắng cho việc ở công ty nữa chứ. Ba của con bị như vậy, tập đoàn WE phải làm sao đây? Còn có thể làm sao nữa đây? Chỉ có thể dựa vào con và anh của con thôi. Bác Lợi à, ba cũng biết đó, anh của con không phải là con ruột của ba mẹ con. Còn con vừa là một cô gái, lại cũng chưa có chồng. Bây giờ ở trong nhà tới một người đàn ông lo gì cũng không có nữa. Bác coi Trân Trân à, con yên tâm đi. Bác nhất định sẽ nghĩ ra cách tìm thằng Diệu Nam về cho con. Kêu Diệu Nam giúp cho con. Hơn nữa con nghe nói tập đoàn Lợi Thị bên đó đã có rất nhiều cổ đông không hài lòng rồi. Nếu như Lợi Thị có thể liên kết với WE của ba con, vậy không phải dẹn cả đôi đường hay sao? Trân Trân con nói rất đúng. Trân Trân à, xem ra bây giờ con càng ngày càng chín chắn hơn rồi. Được rồi, được rồi. Hôm nay không nói nữa. Vậy bác đi trước nha ha. Nhớ chăm sóc ba cho. Chiếc bút máy này là cây bút lúc chú vừa mới đi làm, bà chú từ nước ngoài mang về nước cho chú đó. Cháu là một đứa trẻ tốt, chú hy vọng rằng cháu có thể giống như chú, trân trọng cây bút máy này.
trân trọng phẩm chất quý giá trong sạch nhất trên chính con người cháu. Kỷ phu nhân, chị giúp tôi xếp vài bộ quần áo, tắm xong tôi sẽ tới bệnh viện liền. À dạ. Lưu Hân Đồng, Lưu Hân Đồng, con đứng lại, con đứng lại cho mẹ. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Con lại muốn đi đâu? Có phải lại muốn đi gặp Lợi tiên sinh không? Không phải, con muốn đi thăm chủ tịch thôi. Mẹ không tin thì đi với con đi. Cô đứng lại đó cho tôi. Ai cho cô đi thăm chủ tịch hả? Tất cả là lỗi tại cô. Cô hại gia đình tôi trở nên như vậy, hại chồng tôi phải nhập viện. Đồ ăn hại giống như cô đây, hôm nay tôi sẽ đánh chết cô. Kỷ phu nhân, đánh chết cô. Mẹ à, buông ra đi, cứ để bà ta đánh con đi. Kỷ phu nhân, bà cẩn thận một chút. Kỷ phu nhân, bình tĩnh đi. Đúng là đồ yếu tinh, chút nữa tôi tìm cô tính sổ đó. Kỷ phu nhân, cẩn thận, cẩn thận. Mẹ, Từ Phượng Minh, bà có biết rằng người bà đánh là con gái ruột của bà không? Trân Trân, chúng ta không nên ở đây làm phiền ba, có được không? Trân Trân, em về nhà nghỉ ngơi trước đi. Không cần đâu. Không phải bác sĩ nói là 3 ngày đầu phải quan sát thật kỹ sao? À, hai người là người nhà của ông Kỷ Bách Quân sao? À, sao vậy? Cảm Hiền theo tôi qua đây một lát, vẫn còn vài thủ tục nhập viện cần phải làm. Được, tôi đi với cô. Được. Em canh chừng ba nha. Ừ. Vào đi. Sao lại là cô hả? Cô tới làm gì? Tôi tới thăm chú Kỷ. Chú Kỷ sao? Ai là chú Kỷ của cô hả? Tôi không muốn cãi nhau với cô. Có phải là cô thấy cô cứu ba tôi một lần thì là ân nhân cứu mạng của ba tôi không? Sao đây hả? Hay là cô muốn chia tài sản? Hay là nói cướp Diệu Nam chưa đủ, muốn cướp cả ba của tôi luôn? Tôi nói lại lần nữa, tôi không muốn cãi nhau với cô. Tôi chỉ muốn vào thăm chú Kỷ thôi. Cô tránh ra. Ba của tôi không cần cô thăm. Đi ra. Biến. Bây giờ cô ra ngoài cho tôi. Đi ra ngoài. Ba của tôi không cần cô thăm. Không được chứ. Đi về đi. Đi mau lên. Đi nói cho cô biết tôi không muốn cãi nhau với cô. Nghe chưa? Tôi không để cho cô vô thăm đâu. Không được vô. Ba, chú Kỷ ơi. Ba ơi, chú Kỷ ơi, chú không sao chứ? Ba không sao chứ ba? Chú Kỷ. Từ từ. Kỷ à, xin lên đây đi ba. Từ từ. Nằm xuống. Cô đã hài lòng chưa? Là ba của tôi tức tới như vậy rồi. Mau về. Trân Trân, con đi ra ngoài đi. Ba, sao con ra ngoài được? Con đi ra ngoài cho ba. Ba, ba đừng làm loạn nữa mà. Con đi ra ngoài cho ba. À, được rồi, con sẽ đi ra. Ba đừng tức giận nữa nha. Chú Kỷ à. Hân Đồng à. Cháu rót nước cho chú nha. Nào, nào, Hân Đồng, ngồi đi. Ngồi đi.
Chú đỡ hơn chưa? Hân Đồng à, bây giờ chú đã như vậy rồi, sắp trở thành người tàn phế. Ai nói chứ? Bác sĩ người ta nói chú chỉ bị nhẹ thôi, chỉ cần nghỉ dưỡng cho tốt chú sẽ khỏe lại ngay mà. Cứ hệ nhìn thấy Chân Vũ và Trí Trân, huyết áp của chú lại lên cao. Không nặng thêm là tốt lắm rồi, sao có thể tốt lên được? Chú Kỷ à, chú đừng nói nữa. Là Kỷ gia nhà chú có lỗi với cháu quá. Hơn Đồng, chú thấy mình có lỗi với cháu. Thằng Chân Vũ và cả Tri Trân là lỗi của chúng nó. Là người cha như chú không dạy dỗ tốt. Xin lỗi, chú xin lỗi cháu. Chú chỉ mong tới đây có thể, hy vọng có thể đối mặt với cháu, nói với cháu một tiếng xin lỗi. Chú cũng nhìn ra rồi, cháu với Diệu Nam là thật lòng yêu nhau. Còn Trí Trân, nó là yêu đơn phương. Hơn Đồng à, chú ủng hộ cháu. Cháu hãy đến với người mà mình thích đi cháu ha. Đừng để tâm tới những thứ khác. Chân Vũ nhà bác làm ra chuyện như vậy là lỗi của nó, là vấn đề của nó, là nó không có phúc ở bên cạnh cháu. Hơn Đồng à, cháu là một cô gái tốt, cháu nên có được hạnh phúc của riêng mình. Thứ gọi là tình yêu này vừa mơ hồ nhưng lại rất thực tế. Gặp trúng rồi, có tránh cũng không thể tránh được. Con người mười mấy năm cũng không gặp được, giống như Tri Trân vậy. Con người thì lại bỏ lỡ cả một đời người. Hơn Đồng à, đừng làm những chuyện khiến bản thân cháu cảm thấy hối hận ha. Dạ cháu biết rồi chú à. Tình phải giữ gìn sức khỏe đó, cố gắng tình dưỡng thật tốt. Hơn Đồng à, cháu hãy nhớ rõ những điều chú vừa nói. Chú hy vọng hai đứa sẽ sống thật hạnh phúc, vui vẻ. Anh Vũ, anh đi lâu quá vậy? Sao vậy? Ba bị sao rồi hả? Không phải. Là người mà anh ngày nhớ đêm mong tới đó. Hân Đồng. Hân. Anh à, anh còn đứng ngay ra đó làm gì nữa, đuổi theo đi, mau lên. Hân Đồng, anh còn chuyện gì muốn nói sao? Hân Đồng à, anh xin lỗi em. Anh không hề có lỗi với em. Người anh có lỗi là bản thân anh và chú Kỷ mới đúng. Bởi vì anh cũng chưa hề làm gì em hết.
Trước đây chú Kỷ có nói với em, con người ta sống trên đời rất dễ dàng đánh mất đi sự trong sạch, thứ quý giá nhất của đời người. Ví dụ như thành thật, sự lương thiện. Anh Chấn Vũ, trước đây anh không phải như vậy. Hình tượng của anh trước đây đẹp đẽ biết bao nhiêu. Anh có biết chú Kỷ buồn như thế nào không? Hân Đồng, em có biết tại sao anh làm như vậy hay không? Hả? Tất cả mọi thứ anh làm đều là vì em hết. Em có biết là Diệu Nam cậu ta ăn chơi như thế nào hay không? Tại sao em lại thích cậu ta chứ? Em có biết Diệu Nam cậu ta có bao nhiêu cô bạn gái không? Anh làm như vậy đều là vì em hết. Bởi vì anh thích em Hân Đồng mà. Đó là anh ấy của trước kia. Anh ấy bây giờ chưa hề gạt em lần nào hết. Hân Đồng, khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cũng may bên phía công xưởng có em giúp anh xử lý công việc. Ba không cho phép em qua bên kinh doanh tiêu thụ, nhưng lại điều em tới tuyến sản xuất. Có phải em thấy uất ức không? Ba có thể cho em về thiết kế cộng quà, em đã rất vui rồi. Đúng rồi anh, chuyện mấy tấm ảnh lần trước, anh không trách em chứ? Thật ra anh mặc kệ đó là vì em thích Trí Trần cũng được, hoặc lý do khác cũng chẳng sao. Nếu như không có chuyện này, anh vốn dĩ không thể thuận lợi hủy bỏ lễ đính hôn. Anh phải cảm ơn em nữa đó. Alo. Alo, Diệu Nam. Em nghĩ kỹ rồi, chúng ta kết hôn đi. 4 giờ chiều hôm nay chúng ta gặp nhau trước cổng dân chính nha. Được, gặp nhau ở đó đi. Được, gặp nhau ở đó nha. Anh tới cục dân chính làm gì? Nè, chúc mừng anh đi. Điên hả? Xin lỗi gì? Nè, con lấy sổ hộ khẩu làm gì vậy hả? Xin chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh? Nhẫn. À, anh muốn loại nhẫn như thế nào? Cuối cùng cũng làm xong rồi. Chút nữa nhớ gọi điện báo cho nhà mình biết nha. Coi anh nóng lòng dữ chưa kìa. Đứng lại đó. Cô lấy sổ hộ khẩu làm gì? Cô muốn lén lút lấy lợi Diệu Nam hả? Cô giỏi lắm. Trong lúc con tôi đang ở trong bệnh viện, cô lại dám thừa cơ hội phải không? Đưa cho tôi. Đưa đây cho tôi. Mau đưa cho tôi. Đưa đây. Mau đưa đây. Con thật sự muốn kết hôn với Lợi Diệu Nam sao? Cô muốn kết hôn hả? Cướp trả lại đây.
Cô muốn cướp chồng của con gái tôi sao? Cướp chồng con gái tôi nè. Cô muốn kết hôn chứ gì? Mẹ, cô đứng lại đó cho tôi. Cô muốn đi đâu? Không được đi. Mẹ à, sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Mẹ là mẹ của con mà. Con đừng coi mẹ là mẹ. Mẹ không phải là mẹ của con. Nè, con đứng ngay ra đó làm gì? Bắt nó lại coi. Mau lên. Dì Bảo, lại đây. Bắt nó vào nhà kho cho tôi. Mà tôi này giúp tôi. Mau lên. Đi. Nhìn lên, nhìn lên. Nhìn lên. Đi nhìn lên. Đi nhìn lên. Đi nhìn lên. Con gái của bà ngoan ghê á. Mẹ, con đã quyết định rồi. Con muốn ở bên cạnh anh Diệu Nam. Nếu mẹ không thể chúc phúc cho tụi con, con cũng sẽ mãi mãi không rời xa anh ấy. Con xin thề với dì, cả đời này con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Tôi không cần cậu cho nó hạnh phúc. Tôi nói cho cậu biết, tôi nhất quyết không cho phép hai người ở bên nhau. Chào bác, chỗ bác tan sở rồi hả? Đúng vậy, tan sở rồi. Tạm biệt nha. Kỳ tiểu thư, cô quay về rồi, cô vẫn ổn chứ? Cô muốn ăn gì không? Để tôi đi làm cho cô. Không cần đâu. Trân Trân, con về rồi hả? Không sao chứ? Con không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì đâu. Con nhóc Lưu Hương Đồng đó, cô ta dám lấy sổ hộ khẩu lén lút đi làm giấy kết hôn với Diệu Nam. Giấy kết hôn? Cô ta muốn đăng ký kết hôn với Diệu Nam sao? Nó cầm sổ hộ khẩu đi, không phải làm giấy kết hôn thì làm gì? Đúng là không biết xấu hổ. Cũng may mẹ phát hiện sớm, không có già giáo gì hết. Cô ta đâu rồi? Cô ta đang ở đâu? Mẹ nhốt nó vào trong kho rồi. Ê, khoan khoan đã. Đã là lúc nào rồi, con tìm nó thì có ích gì chứ? Con phải đi tìm Diệu Nam. Đúng rồi. Mau chuẩn bị bữa sáng đi. Kỳ tiểu thư, Kỳ tiểu thư à, cô mệt mỏi như vậy không thể lái xe được đâu Kỳ tiểu thư. Cô nghe lời tôi, bây giờ đừng đi nữa Kỳ tiểu thư à. Kỳ tiểu thư à, cô không thể đi được đâu, cô mệt như vậy rồi mà. Kỳ tiểu thư. Bữa sáng sao vẫn chưa xong nữa, đang ăn trưa luôn hả? Sao bà có thể như vậy chứ? Kỳ tiểu thư mệt mỏi như vậy mà còn kêu quấy ra ngoài. Cô ấy còn phải lái xe, lỡ như không tập trung xảy ra sự cố thì làm sao đây? Nè, bà đang dạy tôi đó hả? Con người bà cũng to gan quá ha. Ý của bà là tôi đang hại con gái tôi đó sao? Bà tưởng bà là ai đây? Chủ nhân nhà này hả? Rốt cuộc bà đang nghĩ cái gì vậy? Bà thấy Bách Quân không có ở đây, ở nhà không có đàn ông muốn cửa lên đầu tôi chứ gì? Kỷ phu nhân, bà thực sự chẳng quan tâm gì tới Kỷ tiểu thư. Cứ tiếp tục như vậy, bà sẽ hối hận đó. Đây là nhà của tôi, nó là con gái của tôi.
Bà dẹp sang một bên đi. Thứ người gì vậy không biết nữa. Của anh đây. Cảm ơn. Diệu Nam à, mệt không? Vẫn ổn, chỉ là hơi buồn ngủ. Em muốn hỏi là yêu một người có mệt không? Em thì thấy rất mệt, nhất là khi em phát hiện ra rằng người mà em thích lại đi thích người khác. Chờ đợi là sự hành hạ lớn nhất, không phải vậy sao? Là như vậy. Khi em tin chắc rằng sự chờ đợi không phải là sự hành hạ, nó là như vậy khi chính em cảm thấy không thể nào được. Đó là khi em miễn cưỡng chấp nhận. Loại chờ đợi đó mới là hành hạ. Thôi không nói tới chuyện này nữa. Nói về công việc đi. Được. Nói chuyện công việc. Chiến lược hợp tác giữa Lợi Thị và WE. Anh nên biết rằng dạo này bà của anh vì việc kinh doanh của công ty không ngừng trượt dốc mà bận tới nỗi tối tăm mặt mũi. Nếu như không tìm được đối tượng hợp tác phù hợp, vậy thì ông ấy sẽ bị những cổ đông khác đuổi mất. Tới lúc đó thì Lợi Thị sẽ phải đổi tên đó. Wow, vậy chẳng phải rất thê thảm sao? Là chuyện tốt mà, có liên quan gì tới anh? Vậy sao? Không liên quan hả? Nếu như Lợi Thị phá sản, anh cảm thấy thiết kế cộng quà có thể tồn tại không? Bây giờ có một cách giải quyết, đó là kết hôn với em. Như vậy thì có thể giúp được Lợi Thị vượt qua khủng hoảng và cả thiết kế cộng quà. Đây là cái em gọi là công việc sao? Em cũng đã hạ mình nhẹ giọng như vậy rồi, cũng đã mở miệng cầu xin anh. Lẽ nào anh không thể cho em một cơ hội làm lại từ đầu hay sao? Em cảm thấy như vậy là em đã hạ mình, vì em đang đứng trên cao nhìn xuống thôi. Em muốn trao đổi với anh, nhưng mà em phải biết, trao đi đổi lại không phải là tình yêu. Em chỉ cần có anh thôi, chỉ cần anh ở bên cạnh em là đủ lắm rồi. Như vậy cũng không được nữa sao? Em hiểu lầm rồi. Bây giờ có thể anh không cần Lợi Thị, ngay cả thiết kế cộng quà anh cũng không cần. Nhưng anh cần Lưu Hân Đồng. Xin chào, tôi là Hân Đồng. Mời bạn để lại lời nhắn. Alo. Alo Ngô Nguyệt. Từ hôm qua tới bây giờ, cả một ngày rồi mà tôi vẫn chưa tìm được Hân Đồng. Cô có biết cô ấy đi đâu không? Vậy sao? Tôi nghĩ có thể là bây giờ nó bị cô của tôi nhốt lại rồi. Anh khoan lo lắng đã, để tôi đi kiểm tra thử ha. Tim à, tôi muốn nghỉ làm nửa ngày, tôi đi giúp Lợi tổng một chút. Cô nhìn thấy chưa? Lợi tổng. Giúp Lợi tổng làm việc oai phong dễ sợ. Chẳng phải cô ta nói muốn xin nghỉ sao? Vậy tôi đồng ý chưa? Anh chưa đồng ý sao? Tôi đồng ý rồi hả? Anh chưa đồng ý hả? Vậy là tôi đồng ý rồi. Tiểu Lan hả? Cô biết Hân Đồng đang ở đâu không? Tôi đã nhìn ra rồi, cô nhất định biết Hân Đồng đang ở đâu đúng không? Tôi nói cô nghe, nhất định cô không được nói người khác biết nha. Tôi vì muốn giúp Hân Đồng nên mới nói cho cô nghe đó. Cô mau nói đi. Cảm ơn.
Em mau tới cục dân chính đi, Diệu Nam đã đợi em suốt một đêm đó. Thiệt là cơ thể phải vững vàng một chút, sau đó ngồi thẳng lưng lên. Đầu tiên phải đo chiều dài, chiều rộng, rồi tự tính toán trong đầu. Bây giờ lúc này có thể đặt bút rồi. Đã rõ chưa? Nhưng em tin rằng có một ngày anh sẽ đồng ý chấp nhận em. Anh có thể bảo vệ Hân Đồng, nhưng em cũng hy vọng anh hãy để cho em bên cạnh bảo vệ anh. Chuyện là như vậy, Kỷ Chấn Vũ vì muốn giữ Hân Đồng bên cạnh anh ta, cho nên anh ta đã nói dối, nói anh ta và Hân Đồng xảy ra quan hệ, thực ra họ chưa có gì cả. Kỷ Chấn Vũ là cái thá gì chứ? Sau này tôi sẽ tìm được người nhiều tiền hơn, tốt hơn anh ta. Làm cái gì vậy? Tôi nói cho ông biết, lần này cho dù thế nào tôi cũng không xa rời Hân Đồng. Hân Đồng, chúng ta đi thôi. Diệu Nam, đứng lại. Cho dù con có nhìn thấy Lợi Thị rơi vào tay của người khác, con cũng bỏ mặc hay sao? Ông đừng trông mong tôi sẽ giúp ông nắm chắc sự nghiệp, bởi vì tôi sẽ không làm quân cờ trong tay ông đâu. Được lắm, đủ lông đủ cánh rồi. Diệu Nam, bà nói cho con biết, hôm nay nếu con dám rời khỏi căn nhà này thì sau này đừng nghĩ tới chuyện đặt chân quay trở về nửa bước. Được, ông còn muốn đánh gãy chân tôi nữa đó, phải không? Có phải không? Đứng lại cho ba! Đứng lại! Diệu Nam! Đồ bất hiếu! Bây giờ coi như chúng ta được thả tự do rồi. Lưu Hân Đồng, anh yêu em. Anh muốn cả đời này làm Ultraman của em. Cả đời này. Hét lớn với anh đi. Anh yêu em. Cảm ơn mọi người. Tôi chắc chắn sẽ lấy được người con gái đứng bên cạnh tôi đây. Mẹ, tôi yêu cô ấy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Vợ à, em có biết không, trước đây tôi đã sai rồi. Trước đây tôi là một tên ngốc. Tới bây giờ tôi mới biết rằng tôi có được cô ấy, tôi mới có được cả thế giới. Anh yêu em. Yêu em. Anh yêu em. Cùng hét với anh đi. Nè Lợi Diệu Nam. Không nghe rõ. Lợi Diệu Nam. Nói gì đó? Lợi Diệu Nam. Em yêu anh. Lớn tiếng một chút đi. Em yêu anh.
Nè thím, bạn trai thím tới rồi đây. Em đã là bạn trai của chị rồi. Đây là lần đầu tiên em vào phòng của chị đó. Sao cậu nói nhiều quá vậy? Lại muốn ăn đập nữa hay sao? Ê, người ta có nói đánh là thương, chửi là yêu. Cứ đánh qua đánh lại như vậy, ý là tình yêu của chị ngày càng sâu đậm đúng không? Cậu thử nói là coi tôi quăng cậu từ đây xuống dưới luôn đó. Không nói, không nói, không nói nữa. Wow, hóa ra căn hộ của bạn gái em là như vậy hả? Ấm cúng thiệt hả? Ai là bạn gái của cậu chứ? Đừng có nói lung tung. Sau này ra ngoài đường đừng có gọi tôi là bạn gái của cậu biết chưa? Cậu muốn tôi xấu hổ chết hả? Em còn chưa hỏi chị, mấy ngày nay làm gì mà không nghe điện thoại của em? Một tên nhóc như cậu mà cũng đòi thẩm vấn tôi sao? Tôi thích nghe hay không cậu quản được sao? Cậu có chuyện gì thì mau nói đi. Lần trước chị tới nhà hàng của em, em thấy chị thích ăn món gan ngỗng sốt vang. Chị coi, lần này em kêu họ dùng gan ngỗng sốt vang cao cấp nhất làm cho chị đó. Chị coi đi, vẫn còn nóng hổi. Có thể chị không biết, món gan ngỗng này nhiệt độ rất quan trọng. Nếu thấp quá sẽ bị sống, còn cao quá sẽ bị ảnh hưởng khẩu vị. Em cảm thấy như bây giờ là vừa nhất, nếu để qua nửa giờ nữa thì sẽ không ngon đâu. Nếm thử đi. Chị làm sao vậy? Chị già rồi nên phản ứng chậm đúng không? Nè, chị ăn thử đi, ngon lắm đó. Không ngon hả? Ngon lắm. Chị còn muốn ăn gì nữa không? Em sẽ kêu đầu bếp làm cho chị hả? Cậu nghĩ tôi sành ăn lắm hả? Thím Ngô à, lúc nãy chị chỉ tập trung ăn uống mà chưa mắng em đó. Ôi, em thiệt là cảm thấy cả người rất thoải mái. Âu Dương à. Sao hả? Bây giờ muốn mắng em nữa rồi đúng không? Tôi có người mình thích rồi, nhưng mà người đó lại không thích tôi. Vậy tình hình của chị giống em rồi đó. Em cũng có người mình thích, nhưng mà người đó lại đi thích người khác. Âu Dương à, cậu không hiểu ý của tôi hay sao hả? Ý của tôi là cậu nhỏ hơn tôi rất nhiều, hai chúng ta hoàn toàn không phù hợp đâu. Tôi vừa ham hư dinh vừa ham tiền, cũng không có bằng cấp gì. Cậu nên tìm một người thích cậu hơn, phù hợp với cậu hơn tôi mới đúng. Điều em muốn nói là, thật ra chuyện tình cảm là vấn đề lựa chọn, chứ không phải phán đoán. Chỉ có thích và không thích thôi, không có lựa chọn nào khác. Những điều kiện của chị có thể là muốn thuyết phục em, cũng muốn thuyết phục bản thân chị. Nhưng mà chị lại không thuyết phục được bản thân mình, cũng không thuyết phục được em, không phải sao? Chị không có cách nào buông người trong lòng mình ra. Thật ra em cũng vậy, em không thể buông bỏ chị. Hay là như vậy đi, chi bằng hai chúng ta cùng thi, coi ai có thể kiên trì tới lúc cuối cùng. Em cảm thấy em thắng, bởi vì em trẻ hơn chị, em có đủ thời gian để đợi chị. Thím Ngô à, chị yên tâm, em vẫn luôn luôn đợi chị. Đi 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 đi. À chà, Hân Đồng tới rồi hả? Lâu lắm không gặp cháu đó. Ông chủ, cho cháu một phần ốc xào, không cho ớt được nha. Được rồi. Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, đáng lẽ phải ăn mừng lớn chứ, sao lại tới đây? Sao đây hả? Có cần phải tới mấy nhà hàng thượng lưu như vậy không chứ? Mắc lắm. Nếu anh chê em không xứng thì cưới cô vợ giàu có đó đi.
Vợ à, ở trong trái tim anh, em mới là điều xa hoa đắt đỏ nhất đó. Em đi lấy đồ uống nha. Wow, lại uống nữa hả? Nè, không ngờ anh lại lấy cô vợ thích uống như vậy. Nè, anh nói em nghe nha, từ hôm nay trở đi, lúc nào em muốn uống thì cứ việc tìm anh. Nhất định phải có anh bên cạnh. Lúc ở cùng những người đàn ông khác, tuyệt đối không được uống say, nghe rõ chưa? To gan lắm. Được rồi vợ ơi, anh sai rồi. Sau này lúc nào anh muốn uống, anh sẽ tìm em. Những lúc bên cạnh người phụ nữ khác, anh nhất định không uống, được chưa? Ngoan lắm. Chúng ta cạn đi. Gia Tử, Gia Tử, anh đừng giận mà. Gia Tử à, cút đi càng xa càng tốt. Mình đừng giận nữa, cẩn thận nóng giận ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Mặc kệ tôi, đừng bao giờ quay lại nữa. Ba, ba, bỏ tay ra. Sao vậy ba? Anh trai còn bỏ trốn với cô nhân viên rồi. Hả? Đi hết đi, 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 đi hết ra ngoài. Đi thôi. Tôi hy vọng ông sẽ không nhúng tay vào hôn sự của tôi và Trí Trân. Nếu như ông không muốn nhìn thấy tôi và cô ấy kết hôn tới ngày thứ hai đã ly hôn. Con làm như vậy rõ ràng là con cố tình chống đối. Tôi không hề cố tình, chỉ là tôi không muốn ông được yên ổn thôi. Con vẫn luôn cố gắng dùng tâm huyết cho thương hiệu của thiết kế công hòa. Đó là bởi vì thương hiệu nội thất này là ước mơ lúc sinh thời của mẹ con. Nếu con còn muốn hoàn thành giấc mơ của mẹ con thì ngay lập tức chia tay đứa con gái Hạ luôn đó đi. Tôi không cho phép ông nói như vậy. Chào tiểu thư, xin hỏi cô muốn uống gì? Để mình gọi người khác tới. Khoan đã. Uống với mình một ly đi. Sao cậu lại làm việc ở đây vậy? Công ty nhà mình phá sản rồi. Kinh tế không như trước nữa, vậy nên mình phải đi làm. Có mệt không? Thì cũng ổn. Không phải tất cả mọi người đều tốt số như cậu đâu. Mình xin lỗi. Ý nị, chuyện về công ty của ba cậu, ngay từ đầu mình đã không cho ba mình biết. Mình đã đoán từ trước rồi. Nhưng mà không sao hết.
Giờ mọi chuyện cũng đã qua. Hơn nữa mình vẫn ổn mà. Đúng ra mình không nên giúp cho Lợi Thừa Tuấn lừa dối cậu và Lợi Diệu Nam. Chuyện đó thì có gì đâu. Nếu như anh ấy yêu mình, bất kể hai người có làm gì, tụi mình cũng sẽ không bị chia cắt. Nếu như anh ấy đã không yêu, thì bất kể mình có làm gì, anh ấy vẫn sẽ rời xa mình thôi. Cậu nói đúng. Mình đã thích anh ấy từ rất lâu. Từ lần đầu gặp mặt mình đã thích anh ấy rồi. Từ lần đó trở đi, trong trí óc mình toàn là anh ấy thôi. Chưa một giây nào mình ngừng yêu anh ấy. Cho tới bây giờ, khi anh ấy đã thực sự xa mình, mình mới phát hiện ra, thì ra trong cuộc sống của mình, ngoài anh ấy, còn lại chỉ có người thân thôi. Cái gì mà bạn bè, sự nghiệp, mình không có gì hết. Chỉ vì một người mà trắng tay, tới cuối cùng ngay cả người đó cũng đi mất. Có thể tình yêu chính là như vậy. Em yêu anh, anh yêu cô ấy, anh ấy cũng yêu cô ta. Người không may mắn đều sẽ gặp vòng tuần hoàn này. Tới cuối cùng không ai có được hạnh phúc hết. Trí Trân, thật ra cậu cũng rất đau khổ, đúng không? Hân Đồng, thật làm khó cho em rồi. Làm em phải rời xa mẹ em để ở bên anh. Em không hề hối hận chút nào hết. Em cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất đáng. Anh cũng vậy. Vì em mà hy sinh rất nhiều thứ, từ bỏ nhiều như vậy, thì em có là gì đâu chứ. Đúng là nữ anh hùng nha. Cục cưng, cục cưng, mày muốn đi đâu vậy? Nè, nhìn ở đây. Tum 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 ba chu ba chu ba. Đây là gì vậy? Kiểm chứng coi có phải đã tới lúc nữ anh hùng tới rồi hay không. Làm gì hả? Khiêu vũ đi. Đừng 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 đừng. Đừng đừng đừng, không đâu, đừng mà. Đừng 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 đừng. Đứng dậy. Đừng mà, đừng mà, em là người luyện võ sao lại kêu em khiêu vũ chứ? Đứng dậy đi, hả? Đừng mà, đừng mà, đừng mà, em không làm được đâu. Em thật sự đi. Không làm được mà. Đừng mà, đừng mà. Em thật sự không đi. Làm được mà. Em thật sự không biết khiêu vũ. Em không biết khiêu vũ thiệt mà. Đứng lên chân anh đi.
đi ngủ thôi. Không phải em để anh ngủ phòng bên chứ? Hả? Lúc nãy anh coi qua rồi, phòng bên cạnh đã lâu rồi không có ai quét dọn hết. Em không muốn anh ngủ dưới đất dơ đúng không? Hay là để em qua đó nha? Không không không, ý anh không phải vậy. À, được rồi được rồi, sợ em rồi. Em ngủ ở đây, anh ngủ ở phòng bên. Nè, phòng mới đó, em không thấy sợ sao? Hả? Thật ra để anh... Trời ơi, anh mau đi đi, nói nhiều quá à. Đi mau lên, đi đi. Nhưng... chỉ một ngày thôi. Hehehehe.